Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Sport Hùng đây. Và trên màn hình của chúng ta, đó là mẫu giày cầu lông Li-Ning AITS 012-2. Mẫu giày màu đỏ. Đây là mẫu giày mới nhất của thương hiệu Li-Ning với tầm giá 1 triệu 5 quay đầu. Và đây là một đôi giày thực sự rất đẹp và là rất đáng tiền. Từ chất liệu đến thiết kế, tất cả mọi thứ Hùng rất ưng. Và khách mua hàng thì đều không nhận được hàng, đều không thể chê được. Vừa rồi mới nhập được có 20 đôi, bán hết sạch rồi. Tuy nhiên có một số anh em thì vẫn còn kiểu đắn đo. Đấy thì hôm nay Hùng làm cái video. Một số anh em thì hỏi đôi giày này đi cảm giác nó như thế nào. Đấy thì Hùng cũng chưa thử được, hôm trước nhập về vừa bán nhoằng cái hết bố rồi, chưa kịp thử cái size của Hùng. Thì bây giờ Hùng vừa mới lấy thêm hàng về thì bây giờ sẽ thử và cảm nhận cho anh em. Đấy. Ok, đây là mẫu giày Li-Ning AITS 012. Đôi giày này thì có giá gốc nó là 499 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.750.000 tiền Việt. Giá thị trường chung hiện tại thì đang là 1.500. Mẫu này thì vừa mới ra thôi. Mẫu này thì vừa mới ra mắt thị trường, là mẫu mới nhất luôn đấy mọi người. Và cũng là mẫu giày rất đẹp, của cái màu đỏ này Hùng ưng kinh khủng luôn mọi người. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người, quay cận cảnh cho mọi người xem này. Không có một cái màu đỏ nào có thể đẹp hơn cái màu đỏ này nữa, không nói thật với mọi người như thế. Rất là ưng. Đấy. Nên chúng ta quan sát một chút về chất liệu. Chất liệu đôi giày này đa phần là được làm bằng da. Đấy, và nó sử dụng công nghệ ép nhiệt. Đấy, tức là sẽ không có đường chỉ may. Đây, giá ép lên da. Chỗ này là chỗ thông thoáng này. Chất liệu trông rất cao cấp. Cái này cũng rất dễ lau chùi bằng khăn ẩm nhé. Đấy, biểu tượng Li-Ning được ép nhiệt lên trên. Lỗ thông thoáng khí. Chất liệu da cũng rất là mềm mại và cao cấp. Và điều Hùng rất thích ở đôi giày này đó là cái mặt má bên này. Ngoài lớp da phía trong nó còn ép thêm một lớp cao su non. Lớp cao su non này sẽ gia công, gia cố thêm chắc chắn ở phần má giày, cạnh giày này, và cũng như là hạn chế ảnh hưởng đến đôi giày khi mà chúng ta dê chân và mài xuống nền. Đấy, cao su non. Đây chính là công nghệ tút tiếp nha mọi người. Đấy. Đế dòng này là dòng tầm cao của Li-Ning, từ 499 tệ trở lên thì gọi là tầm cao, còn từ 799 tệ trở lên thì gọi là cao cấp. Đấy. Đế này thì dòng đế này đi cũng rất là êm. Đi rất là êm, chất liệu giảm chấn của nó rất là dày dặn nha mọi người. Đấy. Chất liệu giảm chấn rất là dày dặn. Đôi giày này nói thật với mọi người là ngay cả bản thân Hùng bán giày nhiều năm rồi, Hùng cũng không nghĩ là nó có mức giá này đâu. Đôi giày này nó có nghĩa là khi mình vừa cầm lên thôi, mình chưa cần để ý đến cái giá nhé, thì mình sẽ đoán là đôi giày này nó lại phải thuộc dòng kiểu phải dòng cao cấp. Mình đoán ít nhất nó cũng phải hơn 2 triệu. Nhưng mà mức giá rất là tốt mọi người. Nó rất chỉnh chu mọi thứ, từ chất liệu đến thiết kế rất là đẹp. Phải nói là rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Hùng sẽ thử cái đôi giày này lên chân và cảm nhận cho anh em nhé. Đấy. Giờ sẽ thử cho anh em xem. Ranger, đôi này là Ranger 6. Ranger nó là cái dòng đế nó nhẹ và nó êm. Ranger. Hùng thích kể ra giày Li-Ning mà tầm cao này là dòng Ranger, chính là dòng Ranger chính là cái dòng Hùng thích nhất ấy. Mọi người cứ thấy dòng Ranger, Hùng phát hiện ra là khách hàng rất thích đi dòng Ranger từ cái thời mà Hùng bán con Ranger 01 từ năm Ranger TD từ năm 2017 đến giờ, thì dòng Ranger cái đôi nào ra là anh em đều ưng hết. Đấy. Rất đẹp. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ nới dây ra thử cho anh em. Thực ra Hùng đang đắn đo là giữa hai đôi giày, Hùng không biết là nên lấy đôi này để đi hay là lấy đôi 021 trắng đen để đi. Đang phân vân. Nếu một trong hai đôi trắng đen kia thì chả đi chơi nữa. Thì Hùng thiên hướng về đôi đấy hơn, nhưng mà trông đánh cầu lông thì trông đôi này mê hơn đấy nhá. Thì bây giờ Hùng sẽ thử cái hộp ra nha.
rất là đẹp luôn. Chờ bật điện. Đấy. Đây là mọi người, rất đẹp nhé. Đây mọi người nhìn xa, nhìn xa thì nó sẽ kiểu bị nhạt màu đi. Nhìn xa nó ánh cho ánh điện. Đấy. Bây giờ thử xem. Với đôi này thì Hùng vừa mới xỏ vào chân thì cảm giác nó khá là ôm hai bên cạnh này. Nó khá là ôm hai bên cạnh này. Nên là Hùng nghĩ rằng là anh em chân bè sẽ không thể đi được đôi này. Đây nó ôm hai bên cạnh này nhá. Đấy. Thì anh em chân bè thì rất tiếc là anh em chân mà bị bè bị dày chân thì không đi được đôi này. Đấy. Anh em là chân gọn gọn đi đôi này lên rất đẹp. Form ôm chân cực. Đấy là giày mới thì dĩ nhiên là giày mới, mọi người thử giày. Mọi người muốn thử giày mà muốn kiểu muốn vừa ấy, biết nó vừa hay không thì tốt nhất mọi người giày mới nên thử tất mỏng thôi nhá. Bởi vì nếu giày mới mọi người thử luôn tất giày ấy thì chỉ cần đi khoảng 1-2 tuần nó bắt đầu giãn ra thì nó lại bị rộng mọi người. Nếu mà mọi người đeo tất giày mà mọi người xỏ vừa ấy thì nó bị rộng. Như Hùng đang đeo đôi tất mỏng này thì Hùng cảm giác thấy rất là vừa chân. Đấy, dùng tất mỏng thôi. Về chất liệu cái phần lót này cũng khá là xịn nha mọi người. Khác biệt rất nhiều so với các dòng giày trước. Cảm giác nó cao cấp, nó xịn hơn. Chất liệu có vẻ ngon hơn. Đấy. Nó sử dụng kết hợp rất nhiều chất liệu da. Mình sẽ đeo lên chân và nhảy bật thử xem nào. Cảm giác như nào. Cảm giác đôi giày này đeo cảm giác rất chắc chắn chân nha mọi người. Cảm giác có nghĩa là vừa đeo mà mình cảm giác nó an toàn ấy. Cảm giác đeo vào chân nó cảm giác là nó kiểu khó bị lật. Đấy. Mình đeo vào mình cảm nhận được ngay mà. Giày nào dễ bị lật hay là giày nào chống lật tốt là đeo vào chân cũng cảm nhận được. Đấy, đôi giày rất là đẹp. Lên chân, tận chân cho anh em nhé. Tối này êm anh em. Nhất là phần khi mà chúng ta đệm gót xuống cảm giác êm thôi rồi. Phần trên này cũng êm. Mà đặc điểm của giày Li-Ning là càng đi nó sẽ càng êm ra mọi người. Như đôi này là đi ngay từ ban đầu đã thấy êm rồi nhá. Êm, êm và ôm chân. Chân anh em nào bè thì không đi được. Hơi bè một tí thì có, hơi bè một tí thì còn đi được. Như chân Hùng là chân thuộc dạng bình thường, không bị bè. Đấy, Hùng đi cảm thấy rất là vừa. Rất là ôm khít chân. Đẹp thật đấy. Hùng rất thích cái màu đỏ ấy luôn. Đỏ kết hợp với kiểu nó ngả nâu một chút ấy. Giày đàn hồi rất là tốt, rất là êm chân nha mọi người. Đặc biệt là phần đây, tiếp cái gót này xuống biết rất là mềm luôn. Đàn hồi lắm. Êm ngon, rất đáng tiền luôn anh em. Đẹp, chất liệu ngon, đi êm ôm. Đấy. Rất chia buồn với anh em nào mà chân bè thì không đi được. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đôi này thì thực sự là quá hot luôn. Hùng ra video này chắc là 1-2 ngày hết sạch hàng mất. Những khách hàng đầu tiên đã nhận được hàng và ai cũng hài lòng. Đấy. Anh em nào nhận được giày rồi thì có thể xin cho Hùng xin cái bức fit, cho Hùng xin cái comment feedback xuống phía dưới hoặc xin cái ảnh xuống phía dưới cho anh em mọi người mua hàng cho tự tin nhá. Đấy, review tận mắt cho mọi người nhé. Giày vừa mới lấy về. Nền nhà nãy mình lau cũng lau qua rồi nhưng mà hình như nó vẫn hơi bụi, cái này phủi thế. Đấy. Cảm giác rất là ôm chân và cổ chân này cũng. Đây, cái phần gót cũng miếng nhựa, cảm giác nó rất chắc chắn. Đi bên này rất chắc chắn và an toàn. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, anh em nào kết nhắn tin Hùng ngay, bởi vì mẫu này nó về cũng không biết đợt này có về nhiều không, nhưng mà về bao nhiêu chắc hết bấy nhiêu đấy anh em ạ. Cái những cái sản phẩm mà nó đẹp và ngon cũng như tầm giá nó như này thì thực sự là không mua nhanh là hết đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhắn tin Hùng để được mức giá ưu đãi nhá. Bên Hùng thì luôn có giá ưu đãi dạng tốt nhất rồi, không chắc chắn là giá rẻ nhất nhưng mà rất là hợp lý, có thể nói là rẻ, xếp vào dạng top rẻ đầu
gọi là top những shop bán rẻ nhất thì được, còn không dám nói là rẻ nhất. Đấy, và bảo hành giày thì bảo hành đầy đủ 1 tháng cho anh em. Đấy. Gọi là tôi lấy uy tín cá nhân cam kết với anh em bảo hành giày có vấn đề gì trong 1 tháng keo kiếc hay như nào thì Hùng đều sẽ bảo hành cẩn thận cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại tại những video tiếp theo ạ.